Đó. Thì cái Facebook của Son kết bạn rất là nhiều người, cho nên bây giờ Son kết nối vô một cái thì nó sẽ mở khóa full O cho các bạn nha. Full O là 18 O các bạn. Các bạn muốn mở thêm thì bạn phải dùng kim cương mà mở ha. Rồi đó các bạn, rồi đã xong rồi đó. Son đã mở được full O rồi nha. Rồi đây. Đó các bạn thấy không? Đó, rất là dễ ha, là đã full O rồi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay D Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Rồi thì các bạn ơi, hôm nay ở trong clip này thì Son sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mở full O bán hàng nha các bạn. Có nghĩa là khi các bạn mới tạo một cái nick ra mà khi cái ô bán hàng của bạn rất là ít thì các bạn bắt buộc nó yêu cầu bạn phải kết bạn những cái người bạn ở trong Facebook á để mở những ô bán hàng đó. Thì hôm nay Son sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mở rất là dễ ha. Rồi bây giờ hiện tại Son ở level 1 thì nó kêu Son là mở lên cái cấp 7 mới mở khóa được cái ô bán hàng. Thì bây giờ Son sẽ dùng cái mẹo rất là đơn giản là các bạn sẽ lên cấp 7 rất là nhanh. Rất là nhanh luôn các bạn, chỉ cần vài click chuột là nó sẽ lên cấp 7. Rồi thì tiếp tục Son sẽ hướng dẫn các bạn cách mở ô bán hàng ha. Rồi bây giờ Son sẽ đi dùng cái mẹo nè. Đây, đó ha. Đó, thì các bạn muốn lên cấp nhanh á thì các bạn cứu những cây này nè thì các bạn lên cấp cực kỳ nhanh luôn. Đây. Đó. Wow, sorry các bạn. Các bạn muốn lên cấp nhanh nữa thì các bạn hãy tô mấy cái này nha. Tô mấy này để các bạn nhận điểm kinh nghiệm nó nhiều hơn. Khi bạn tô nó, bạn sẽ nhận được những cái điểm kinh nghiệm mình cứu từ cái cây á rất là nhiều. Đó. Lên cấp 5 rồi nha các bạn. Rồi ha, rất là nhanh ha. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục các bạn. Đó. Đây thì các bạn cứu những cái cây này nè thì nó sẽ lên cấp rất là nhanh cho các bạn. Đó. Đây là cái mẹo để mình tạo nick phụ nha các bạn. Các bạn nào mà có nick phụ á, có nick chính rồi á thì các bạn hãy dùng những cái cây chết đây nè. Các bạn sẽ cho cái nick phụ cấp 1 của mình cứu thì nó lên rất là nhanh. Các bạn không cần phải chạy xe, không cần phải làm nhiệm vụ gì hết ha. Rồi để xem nó lên được cấp mấy rồi các bạn. Rồi cấp 7 rồi ha. Nó lên được cấp 7 rồi các bạn. Rồi còn mấy cái cây đó để dành mình làm cái nick sau ha. Rồi bây giờ đó, mình đã lên được cấp 7 và mình mở khóa được cái ô này. Đó các bạn thấy không nè. Thì các bạn thấy là nó kêu mình là cần một bạn mới tên Facebook để mở khóa đó ha. Thì các bạn đọc, các bạn hình dung được rồi đúng không các bạn? Có nghĩa là nó kêu mình kết bạn với những cái người bạn mà có liên kết Game Hay D với cái Facebook đó đó. Rồi mình sẽ lấy cái Facebook liên kết với Game Hay D của mình đi kết bạn với cái người đó ha. Thì mình sẽ mở khóa được một ô và mình kết bạn được một bạn rồi thì nó tự mở khóa cho mình và nó sẽ tiếp theo nó cộng mỗi ô thì nó cộng lên vài người, mỗi ô nó cộng lên vài người cho bạn ha. Rồi thì các bạn đã hình dung được chưa? Rồi thì các bạn đừng có bấm vào cái dấu cộng này ha. Nếu bạn bấm vào á thì nó sẽ lỗi nha. Đó, nếu bạn bấm vào đây á thì nó sẽ báo lỗi ha. Bạn ở trên điện thoại á thì bạn bấm vô thì nó sẽ báo lỗi cho bạn đó ha. Còn ở trên máy tính mạng mình mạnh với lại cái độ, nói chung ở trên máy tính á thì độ xử lý nó rất là mạnh, cho nên á mình bấm vô á thì nó sẽ ra như vậy được đó. Còn không, nếu bạn ở trên điện thoại bạn bấm vô ha, bạn ở trên điện thoại bạn bấm vô như thế này á thì nó sẽ để chữ hàng, nói chung là nó để Android rồi quá mê với bạn thì ai cũng bị vậy. Còn ở trên máy tính thì bạn sẽ bấm được ha. Rồi thì bây giờ các bạn đừng có bấm vô cái đó mà các bạn dùng cái này nè. Bạn lấy cái nick Facebook của bạn, bạn đi kết bạn rất là nhiều người để theo cái yêu cầu của nó để mình mở full O ha. Rồi thì bạn vô cái đây nó, bạn vô bằng kết nối ở trong đây nè. Đó, các bạn thấy cái mục đã ngắt kết nối Facebook không, và bạn bấm vô thì nó sẽ kết nối Facebook cho bạn. Rồi bạn bấm vô cái nữa thì nó ngắt kết nối Facebook nó. Thì cái Facebook của Son kết bạn rất là nhiều người, cho nên bây giờ Son kết nối vô một cái thì nó sẽ mở khóa full O cho các bạn nha. Full O là 18 O các bạn. Các bạn muốn mở thêm thì bạn phải dùng kim cương mà mở ha. Rồi bây giờ Son sẽ bấm cho các bạn nha. Tại vì Son đang chơi trên máy tính cho nên Son bấm vô đây thì nó được ha. Đó. Còn các bạn ở trên điện thoại bạn bấm vô thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi nha. Thì các bạn lưu ý điều đó. Đó, ai cũng vậy, điện thoại ai cũng vậy nha. Rồi. Rồi thì mình sẽ vô đây.
mình vô đây mình liên kết với cái Facebook của mình ha. Rồi các bạn xem, chỉ cần một cái mà thôi là nó full ô cho mình ha. Rồi tiếp tục. Rồi các bạn, rồi đã xong rồi đó. Xong đã mở được full ô rồi nha. Rồi đây. Đó các bạn thấy không? Đó, rất là dễ ha, là đã full ô rồi. Đó ha. Thì có nhiều bạn cứ bấm vô cái mục của nó kêu á thì nó sẽ bị lỗi, báo lỗi nha. Thì các bạn lưu ý điều đó, bạn đừng bấm vô cái mục hồi nãy Sơn nói, mà các bạn hãy bấm vào cái liên kết bên đây. Đó, cái liên kết bên đây nè, đó ha. Nè, đã có nói nè, ngắt kết nối nè. Khi bạn mở full rồi thì cho dù bạn có ngắt kết nối hay bạn liên kết với bất kỳ cái Facebook nào thì nó vẫn lưu cho bạn ha. Đó ha. Đó. Thì nó vẫn lưu cho bạn. Bạn muốn mở thêm thì bạn dùng kim cương nè. 2 4 6 8 10 12 ha. Các bạn 2 nè ha, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 16 18 ha. Có nghĩa là full, mình mở full là 18. Rồi, bạn muốn mở thêm á thì bạn phải dùng kim cương ha. Và cái mục kim cương này, nếu bạn mở, bạn bấm dùng 5 kim cương thì nó sẽ mở một ô. Và cái ô tiếp theo thì cái số lượng kim cương nó sẽ yêu cầu nó sẽ nhiều hơn nha. Rồi Sơn thị phạm cho bạn xem nha. Rồi đây nè. Đó ha, 7 ha. Đó, bây giờ bạn mở một ô nữa thì nó sẽ lên 9 cho bạn ha. Đó, bây giờ bạn mở một ô nữa thì nó sẽ lên 9. Nó cứ tăng từ từ kim cương lên, đến bạn muốn mở bao nhiêu cũng được, đến cái mức mà bạn hết khả năng dùng kim cương thì nó sẽ ngưng ha. Đó. Rồi, thì các bạn thấy mở ô dễ không? Có rất là nhiều bạn cảm thấy là rất là khó khăn và không biết mở ô như thế nào. Tại vì mình bấm vô cái lúc đầu mà Sơn nói á, thì nó sẽ báo lỗi nha. Tại vì ở trên điện thoại nó không có xử lý được cái mục ở đó. Nó báo lỗi là mình không có kết nối được Facebook. Mình phải kết nối ở trong đây ha. Mình phải kết nối trong đây nè. Đó. Rồi tiếp tục. Đó. Rồi ha. Rồi xong rồi đó. Nó nói chung á, khi bạn mở xong á, bạn mở xong thì nó sẽ luôn luôn nó bạn muốn kết nối Facebook nào cũng được ha, thì nó sẽ luôn luôn, nó luôn luôn cho bạn. Và khi bạn xài là bạn xài mãi mãi luôn nha, nó không có mất. Đó, rất là đơn giản ha các bạn. Đó, các bạn làm như Son là được nha. Quan trọng là bạn có kết bạn nhiều hay không nhiều thôi. Đúng cái móc của nó là nó tự mở khóa ha. Son thì Son kết bạn rất là nhiều bạn trên Facebook, cho nên bây giờ đó là Son kết bạn kết nối cái là nó tự mở khóa hết nha các bạn. Nó mở sạch bách luôn. Đó, nó mở full luôn. Đó, rồi thì các bạn đã hình dung được cái cách mở khóa được cái ô trên Facebook chưa? Mở khóa ô bán hàng ha. Mở khóa cái full ô bán hàng. Đó. Là mở full luôn. Rồi. Đó, nếu các bạn mà gặp cái trường hợp nào mà chào bạn, mình là Son làm YouTube muốn review farm của bạn cho mượn nick để review, thì các bạn tốt nhất đừng có mua, đừng có cho mượn ha. Đừng có cho mượn ha. Các bạn hãy, tại vì tất cả những thông tin ở của Son, số điện thoại, Facebook Son có để ở dưới mô tả hết. Các bạn hãy kiểm tra thông tin coi đúng hay không nha. Tại vì ở trên mạng có rất là nhiều bạn sẽ mạo danh để có thể lấy những cái thông tin của bạn, rồi vào nick của bạn, rồi lúc đó bạn không biết, các bạn lại lên kênh Son, các bạn post Son nữa thì không hay theo bạn. Có nghĩa là Son sẽ không có mượn nick của bạn, và cũng không muốn đăng nhập nick của bạn, và cũng không muốn làm mượn clip của bạn để làm YouTube. Nói chung là Son rất là hạn chế cái vụ mà đăng nhập nick của người khác. Đó, từ khi những cái bạn nào mà mất nick thì Son mới kêu là nhờ mượn cái Facebook, rồi đăng nhập Facebook để lấy lại thôi. Chứ thực ra Son ít khi nào, nói chung là không có khi nào luôn, một tuyệt đối 100% không có bao giờ Son mượn nick hoặc là lấy Facebook và để đăng nhập ha, không có nha các bạn, tuyệt đối nha. Thì hy vọng các bạn đừng bao giờ mà thấy ai nhắn tin là kêu mình là Son kênh hay đi HD mượn nick để review farm rồi các bạn đưa nha. Các bạn tuyệt đối ha, tuyệt đối nha, không có nha. Cái đó là điều không có. Trước giờ những bạn fan cứng của mình á thường hay đưa nick cho mình á, nhưng mà Son không có nhận, ít có nhận lắm. Tại vì khi mà không có mất nick thì thôi, đến khi mà cái nick của bạn có vấn đề xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái tương tác giữa Son và các bạn lắm, cho nên các bạn cũng thông cảm điều đó ha. Và các bạn cũng đừng nên bao giờ đưa cái nick của bạn cho bất cứ người nào, hoặc là đưa cái mã của bạn cho bất cứ người nào. Nếu đây sẵn nói luôn đây các bạn có nhiều bạn nghĩ á là khi người ta out nick của bạn ra rồi á là người ta sẽ không đăng nhập được. Đây ví dụ bạn mà cho người ta cái mail, người ta đăng nhập
cho cái mail mà không cho cái bát nha, mà người ta đăng nhập vô, rồi bạn đăng nhập vô nick của bạn, rồi người ta bạn đưa cái mã từ cái mail bạn cho người ta đăng nhập đó. Rồi khi người ta đăng nhập được cái nick của bạn ở trên cái thiết bị của người ta rồi thì nó sẽ lưu những cái mail như vậy nè, bạn thấy không đó, thì nó sẽ lưu những cái mail như vậy đó ha, nó sẽ lưu những cái mail như vậy đó, các bạn thấy chưa, thấy chưa đó. Từ khi người đó là người tốt, người ta sẽ nhấn vô cái dấu X này, người ta thoát luôn cái mail của bạn ha, thoát luôn cái mail của bạn thì cái người ta sẽ không đăng nhập được nữa. Còn không, người ta sẽ có thể đăng nhập cái mail của bạn ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào nếu người ta thích ha, tại vì trên cái thiết bị của người ta nó còn nằm cái mail của bạn trong đây nè ha, đó đó, nó lưu cái mail của bạn trong đây, tại vì người ta đã đăng nhập được cái nick của bạn trong đây bằng cái mail. Cái lúc bạn đưa cái mail xong á, bạn đưa cái mã code cho người ta đăng nhập vô cái nick của bạn á, rồi thì người ta hót cái nick ra đúng không, thì ok bạn cứ nghĩ là người ta hót ra là xong, không có, không có nha, cái mail của bạn nó vẫn nằm ở đây, người ta muốn vào lúc nào thì vào đó. Nếu người đó thật sự là một người tốt thì người ta sẽ xóa hết, người ta sẽ hủy cái mail của bạn ở trên thiết bị đó, các bạn lưu ý điều đó ha, thì lúc đó người ta không vào được nữa. Còn nếu người đó là người xấu thì là người ta cứ để cái mail nằm đó không, từ khi bạn liên hệ với Supercell ID Supercell ha, bạn đổi mail thì người ta mới không vô được nữa thôi, chứ cái mail đó mà nó tồn, nó vẫn liên kết với cái ID của bạn thì cái game của bạn người ta muốn vô lúc nào thì vô ha. Đó, các bạn thấy cái dấu X không, có cái dấu X nè đó, từ khi người ta tắt cái dấu X đó, người ta bấm vô dấu X đó mà người ta thoát luôn cái mail thì người ta sẽ không vô được mail bằng nít được nữa. Còn nếu không thì cả đời bạn làm bạn làm công không cho người đó để lột đồ của bạn ha, bạn hãy lưu ý cái điều đó cho Son nha. Sau khi các bạn tốt nhất đừng có cho ai cái mail với cái mã code, bất kể bạn thân đến thân cỡ nào, hiện tại là thân nhưng mà một tháng sau chưa chắc là đã thân với bạn đó, thì bạn chỉ tin bạn thôi, đừng có tin ai ha, và tuyệt đối đừng có nghe lời ngon ngọt là bạn cho tôi mượn nick, tôi sẽ giúp bạn nâng cấp một cái kho ha. Thì hy vọng các bạn hãy lưu ý điều đó. Tại hiện tại cái game của bạn á, cái nick của bạn, bạn nghĩ là cùi bắp không ai lấy, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó bạn có tiền ha, có tiền rồi bạn sẽ nạp vô game, bạn có thể nạp 10 triệu, 20 triệu, tại bạn có điều kiện rồi đó, cái lúc đó là cái thời cơ để người ta sẽ lấy cái nick của bạn đó đó ha. Thì các bạn hy vọng cái điều đó, thì hồi đó xong mới chơi game đây, xong sẽ cho bạn xem đó, hồi đó xong mới chơi game hay đi, xong đâu có nghĩ là cái farm của Son được bây giờ đúng không, các bạn nghĩ không, đâu có nghĩ là cái farm của Son được như bây giờ đó không, đó đâu có ai nghĩ là cái farm của mình sẽ được như bây giờ đó. Đến cái thời điểm nào đó cái farm bạn đẹp đi thì người ta sẽ lấy cái nick của bạn rất là dễ dàng, tại vì bạn đưa nó, thì Son cũng lưu ý thông cảm, lưu ý đến các bạn một cái vấn đề đó nha, một lần nữa nhắc lại, tuyệt đối không được đưa mail, đưa bát và đưa mã code cho bất kỳ một người nào, kể cả bạn thân nhất kể cả bạn thân nhất. Rồi thì nếu mà một người thân nào đó mà bạn cảm thấy người đó là người tốt ha, thì bạn tin tưởng thì bạn đưa, còn nếu bạn không tin tưởng thì thôi tôi không chơi có nhiều tôi chơi nhiều, tôi không có giao nick, giao mail hay là giao ạc cho bạn để tôi được có cái lợi nào đó, đừng ha, không nên ha, tuyệt đối nha, không bao giờ, cái đó là tuyệt đối, chỉ mình thôi, tại vì chưa biết khúc, nhiều khi hôm nay cái nick của bạn là nick cùi bắp, ngày mai bạn trúng số ngày mai bạn trúng số 100 triệu, bạn nạp cho đó 50 triệu, bạn đầu tư cái farm bằng cực kỳ đẹp rồi, thì bữa sau cái nick của bạn banh xác thì đó, bạn cứ suy nghĩ đi, cuộc đời đó cái gì cũng có xảy ra hết ha. Rồi thôi, clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau. Thì các bạn thấy chia sẻ của Son hay và có ý nghĩa đến tất cả các bạn thì hy vọng các bạn hãy cho Son một like, một comment, nếu bạn không biết comment cái gì thì hãy để lại chữ A hoặc dấu chấm thôi các bạn, để các bạn có tương tác với Son ha. Rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh luôn, và nhớ nhấn chuông, khi nào Son đăng clip lên thì nó sẽ thông báo đến tất cả các bạn vào xem để cập nhật các thông tin hay đi hàng ngày cũng như là các mẹo chơi game hay đi nha các bạn. Rồi thì mình tạm tạm chia tay nhau ha, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha. Rồi.